Kết quả Olympic Iran 4-0 Olympic Việt Nam, không có phép màu. Olympic Iran đã phô diễn sức mạnh của mình trước Olympic Việt Nam. Trước đối thủ có trình độ và đẳng cấp vượt trội, đoàn quân của ông Hoàng Anh Tuấn đã không thể có được điểm số cần thiết. Olympic Iran phô diễn sức mạnh, Olympic Việt Nam thua trận. Bàn thắng: Iran, Motahiri, 5, Toarainian, 47, Mamija, 52, Bajega, 93. Một số cầu thủ được kỳ vọng không thể thi đấu do vấn đề sức khỏe khiến huấn luyện viên Hoàng Anh Tuấn không thể tung ra đội hình mạnh nhất. So với trận thắng Mông Cổ, Việt Nam có hai sự thay đổi ở đội hình xuất phát, tập trung ở hàng công khi hai tiền đạo Võ Nguyên Hoàng và Vĩ Hào thay cho Quốc Việt và Thanh Nhàn. Iran là đội bóng rất mạnh. Họ sở hữu thể hình, thể lực rất tốt nên rất mạnh trong các pha bứt phá khi có khoảng trống. Những quả chồng biên là vũ khí lợi hại đã được các học trò của ông Inayati chứng tỏ trong cuộc đọ sức với Saudi Arabia. Trong đó, Jafari chính là gương mặt đáng ngại nhất. Thực tế khi các học trò của ông Hoàng Anh Tuấn chưa bắt nhịp tốt với trận đấu thì đã phải lãnh một bàn thua từ miếng đánh sở trường của đối thủ. Không ai khác, tiền vệ trái Jafari có pha đi bóng bên cánh phải của Việt Nam trước khi căng ngang vào trong, trung vệ Đức Anh phá hụt bóng để Motahiri thoải mái đánh đầu ghi bàn thắng cho Iran. Bàn thắng sớm giúp cho Iran giải tỏa được tâm lý nên chơi rất thoải mái. Các pha bóng từ hai biên, đặc biệt là biên trái của Jafari luôn có những pha khuấy đảo khung thành của Việt Nam. Không chỉ là sự yếu thế từ hai cánh, hai tiền vệ Đức Việt và Đức Phú của Việt Nam thua thiệt về thể hình, thể lực nên khả năng tranh chấp không có, càng khiến cho áp lực về phía khu vực 16m50 nặng nề hơn. Dù vậy, Iran không có thêm bàn thắng nào trong hiệp 1 khi các tình huống xử lý cuối cùng lại thiếu tinh tế. Về phần mình, Việt Nam chơi lép vế trong hiệp 1 nhưng có một cơ hội cực kỳ ngon ăn để gỡ hòa. Rất tiếc là pha đột phá rồi tung cú sút góc mạnh cực hiểm của Vĩ Hào lại bị thủ môn Hosseini kịp khép góc và cản phá thành công. Thanh Nhàn vào sân từ ghế dự bị nhưng không tạo nên sự đột biến nào đáng kể. Kỳ vọng vào những điều chỉnh ở giờ nghỉ giữa giờ sẽ giúp Việt Nam chơi tốt hơn trong hiệp 2. Tuy nhiên, dấu chấm hết về hy vọng ngược dòng được đặt cho đoàn quân của ông Hoàng Anh Tuấn đến từ rất sớm. Phút 47, Đức Anh phá bóng trúng người Toarainian. Hậu vệ này khống chế trước khi tung cú dứt điểm hạ thủ môn Văn Chuẩn để nâng tỷ số lên 2-0. Ngay sau khi bị dẫn hai bàn, huấn luyện viên Hoàng Anh Tuấn đã quyết định cải thiện hàng công bằng hai sự thay đổi người khi tung Quốc Việt và Thanh Nhàn vào sân. Việt Nam cũng củng cố hàng thủ bằng sự góp mặt của Nam Hải. Nhưng khi những cầu thủ vào sân từ ghế dự bị này chưa thực sự nóng máy thì đội nhà lại phải nhận bàn thua thứ ba. Phút 52, Mamija đi bóng khá thoải mái trước khi vượt 16m50 trước khi tung cú sút ngoài vòng cấm, đưa bóng đập chân Đức Phú đổi hướng đi vào góc xa để đào sâu cách biệt cho Iran. Bị thua đến 3 bàn lại yếu thế hơn Iran toàn diện nên dù rất nỗ lực, Việt Nam vẫn không thể ghi được bàn thắng vào lưới đối phương. Lý do, hàng tiền vệ không kiểm soát được bóng nên các tiền đạo phía trên không có nhiều pha hãm thành. Khi nhận được đường chuyền, những Quốc Việt, Thanh Nhàn đều không thể làm nên chuyện trước hàng thủ to, khỏe và tổ chức chặt chẽ của Iran. Không ghi được bàn thắng, Việt Nam còn nhận thêm một bàn thua sau quả đánh đầu của Bajega ở phút cuối. Chung cuộc, Việt Nam đành chấp nhận thất bại đậm đà với 4 bàn không gỡ. Dù vậy, Việt Nam vẫn có hy vọng đi tiếp nếu đánh bại Saudi Arabia ở lượt cuối. Đội hình thi đấu: Iran, Hosseini, Eslami, Fala, Sahabai, 61, Goudari và Gobesa, 61, Jafari, Khodaben, Sabetimin, 83, Hamedifa, Mamija, Rijay, 72, Motahiri, Bergega, 72, Nasi, Toarainian. Việt Nam: Văn Chuẩn, Đức Anh, Nam Hải, 51, Lê Nguyên Hoàng, Mạnh Hưng, Văn Khang, Đức Phú, Đức Việt, Thái Sơn. 70, Đình Bắc, Xuân Tiến, Minh Trọng, 63, Võ Nguyên Hoàng, Thanh Nhàn, 51, Vĩ Hào, Quốc Việt, 51,